chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời về vận mệnh cuộc đời của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, hổ trước sướng sau, hưởng phúc lộc tổ tiên. Từ 50 tuổi trở đi đến thời đổi vận, số phận giàu sang, phú quý, hậu vận cuộc sống đủ đầy, sung túc an nhàn, hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 thân mến, nhiều người hỏi tôi rằng không hiểu sao họ sống đã quá nửa đời người mà vẫn không hết khổ. Tại sao làm việc chăm chỉ quanh năm ngày tháng mà vẫn nợ nần, túng quẫn, không ngóc đầu lên được, nhưng lại có những người đẻ ra đã vượt qua vạch đích, chẳng cần làm gì cũng thừa hưởng cả gia tài, cơ nghiệp bạc tỷ, tiêu mấy đời, mấy kiếp cũng không hết. Đó là do số mệnh an bài của mỗi người. Và chỉ những người nhìn thấy trước vận mệnh thì mới có thể thay đổi hiện thực khắc nghiệt đó. Sự may mắn cũng như vận quý nhân của bản mệnh không chỉ đơn giản do mệnh tốt, mệnh quý mà có được còn là nhờ chính bản thân con giáp này tốt bụng và chân thành trong đối nhân xử thế. Dường như chẳng khó khăn nào có thể làm nhâm dần ngã gục khi mà luôn có quý nhân bên cạnh, bản mệnh dũng cảm, kiên cường, làm gì cũng nỗ lực hết mình, nên sẽ được mọi người yêu mến, cũng được không ít người giúp đỡ ủng hộ trong công việc cũng như trong cuộc sống, nhờ thế mà đường đời cũng bằng phẳng hơn gấp nhiều phần. Dù đang trong hoàn cảnh khó khăn thì con giáp này cũng sẽ lạc quan, yêu đời, coi việc giúp người cũng là giúp mình, chứ chẳng đòi hỏi được báo đáp. Con giáp này cả đời luôn được quý nhân ở bên tương trợ, cũng một phần nhờ thế mà may mắn luôn ở bên mình, muốn gì được nấy. Mới đây nhất, thầy Tử Vi tiết lộ rằng từ 50 tuổi trở đi, người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 là con giáp khổ tận cam lai. Trước đây khó khăn vất vả bao nhiêu thì từ 50 tuổi trở đi sẽ được sung túc và giàu có bấy nhiêu. Nếu nắm bắt được thời cơ thì chắc chắn quý bản mệnh sẽ trở thành con giáp vừa giàu có, vừa nhàn hạ, phúc đức đầy tay, mọi khổ cực đều tan biến, thay vào đó là sự an yên, nhiều tiền và viên mãn. Vậy, để biết được vận trình cụ thể về tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 sẽ diễn biến ra sao, bản thân cần phải làm gì để nắm bắt được cơ may trời ban và tránh xa xui xẻo đeo bám, thì ngay bây giờ cùng với kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu nhé. Bính Thìn nhờ có quý nhân phù trợ, tu nhân tích đức, phước trời ban cho thì chắc hẳn là nhiều quý bản mệnh Bính Thìn 1976 đang cật lực làm việc. Có người đã tích lũy được một chút của cải mua nhà, sắm xe, của cải đề huề. Tuy nhiên, có nhiều người trong hoàn cảnh khác thì không may mắn được như vậy. Nhiều quý bản mệnh đã than phiền với kênh Minh Đường Tử Vi rằng làm thì vất vả như trâu như ngựa mà tiền đâu chẳng thấy, nợ nần cứ ngày một chồng chất, không biết bao giờ mới hết khổ. Thì sau đây sẽ là những hé lộ của các thầy Tử Vi về tuổi Bính Thìn có biết bao cơ hội đổi đời giàu sang, sẽ đổi vận phát tài, giàu nhanh chóng mặt. Trời sinh Bính Thìn là người chính trực cương nghị, luôn đứng về phía lẽ phải. Tuy nhiên, đôi lúc họ có chút bất mãn với thời cuộc, không hài lòng với những bất công trong xã hội. Người này không có duyên bạn bè, bạn ít, mà hầu hết đều là những người chỉ chung vui chứ không cùng chịu khổ. Tính cách của Bính Thìn hoạt bát, sôi nổi, nhưng trái lại cũng không kém phần nhạy cảm và tinh tế. Bính Thìn là người chính trực, vô tư, nghiêm khắc với bản thân, đòi hỏi cao với bạn bè, công tư phân minh, không vì lợi lộc mà bán rẻ lương tâm. Họ không khéo trong chuyện xã giao, cũng không biết làm màu nịnh bợ. Người này luôn ôm trong mình hào khí ngất trời, lý tưởng cao xa, tài năng hơn người, khiến họ dễ dàng giành được thành công trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa. Chỉ cần cố gắng và giữ nghị lực thì thành công không nằm ngoài tầm tay họ. Bề ngoài có vẻ chững chạc, trưởng thành, nhưng nội tâm họ vẫn giữ nét ngây thơ, trong sáng của trẻ thơ, bản tính vui vẻ, lạc quan, cũng rất thích hài hước. Có thể nói đây là người mang tổng thể phức tạp với nhiều mâu thuẫn đối lập, vừa tài hoa, lại vừa ngây ngô, vừa chăm chỉ, lại vừa hay than thở, vừa vui vẻ, lại buồn ngay được. Song nói chung thì họ là người có thể tin cậy được. Bính Thìn là người thông minh, hoạt bát, ngay thẳng và cứng rắn. Họ luôn ngập tràn sức mạnh và năng lượng, là biểu tượng của sự giàu có, quyền lực và hơi kiêu ngạo. Họ là những người thông minh, sắc sảo, có tài ăn nói và có giác quan nhạy bén, nên rất dễ thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Người tuổi Bính Thìn sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác. Bởi vậy, Bính Thìn có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến. Bính Thìn mệnh thổ, rất lương thiện, dễ mũi lòng,
đây là bản tính của họ chứ hoàn toàn không có chút gì giả tạo. Tuy họ luôn có mong muốn lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, nhưng tính cách không rõ ràng nên cuộc sống của họ khá bình yên. Thực ra, người này chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì với tố chất của mình, họ hoàn toàn có thể trở thành lãnh đạo, quản lý xuất sắc, có quyền lực trong tay, đủ sức tạo phúc cho nhân dân. Tuổi Bính Thìn nam mệnh có tính cách thay đổi khá nhanh. Họ là những con người say mê quyền lực, khá ngông cuồng và kiêu ngạo. Tuy nhiên, những người này lại gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuy ngông cuồng, kiêu ngạo, nhưng họ lại sở hữu một tính cách dị tha, khoan dung, lúc nào họ cũng tràn đầy sinh lực. Đối với họ thì một cuộc sống đa sắc màu rực rỡ mới là một cuộc sống đáng để hưởng thụ. Người tuổi này cũng có những tính xấu, đó là hay muốn gây sự chú ý, thích coi mình là trung tâm, đòi hỏi vô độ từ những người khác mà không cần lý lẽ và có những suy nghĩ khá lạ đời. Người tuổi Bính Thìn thường gặp những trắc trở nho nhỏ trong thời thơ ấu. Từ nhỏ, bạn đã yêu cầu quá nhiều ở những người thân, cho nên hoàn cảnh xung quanh không mấy hoàn hảo đối với bạn. Mặt khác, cá tính độc lập sẽ khiến bạn gặp nhiều phiền toái không cần thiết. Khi đến thời trung niên, vì bạn luôn muốn nổi bật trong đám đông, như vậy thường khiến người ta ghen ghét, đố kỵ, gây ra nhiều rắc rối và hiểu lầm. Bạn nên chú ý điều tiết mối quan hệ với những người xung quanh, có nhiều chuyện cũng nên hỏi ý kiến người khác. Nhưng khi về già, tuổi Bính Thìn thường rất vui vẻ, gặp mọi sự thuận lợi, có thể nói là muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Bính Thìn vốn thông minh, lanh lợi bẩm sinh, phản ứng nhanh nhạy, quan sát tinh tế, bởi vậy họ không mấy vất vả khi quản lý kinh tế, tài vụ. Có điều, tuy họ biết cách quản lý tiền bạc, nhưng không sao chuyên tâm theo đuổi phú quý. Hơn nữa, thông thường đối với họ tiền bạc chỉ là phương tiện để đạt được mục đích cao nhất của đời người mà thôi, chứ không phải là thứ quan trọng nhất. Điều bạn mong muốn duy nhất là thực hiện được ước mơ của bản thân. Quan điểm về tài lợi của họ quả chính xác và sáng suốt. Nếu có thể hài hòa giữa hiện thực và lý tưởng, nếu có thể coi theo đuổi tiền bạc cũng là một phần của cuộc sống, Bính Thìn có khả năng trở thành đại phú. Nhưng với tính cách của họ, nếu thu nhập nhiều nghĩa là chi tiêu cũng lớn, cho nên nếu muốn dành dụng tiền một cách có kế hoạch thì hãy đầu tư vào bất động sản hoặc cổ phiếu để gia tăng và giữ gìn tài sản. Lòng tự tôn cao thúc đẩy họ có lý tưởng hơn người. Nếu phân tích kỹ, lòng tự tôn ấy thì thường chỉ để thỏa mãn sự say mê, hư danh mà thôi. Dù Bính thì có thể kiếm được ra rất nhiều tiền, song cũng chỉ nhằm chứng minh bạn tài giỏi hơn người mà thôi. Vì vậy, bạn chớ ấp ủ ý định làm giàu nhanh chóng bằng cách đi đầu cơ hoặc đánh bạc, nếu không, bạn sẽ luôn luôn bị thiệt thòi. Những người tuổi Bính Thìn thổ nhỏ khá hiếu động, tinh nghịch, ham chơi. Khi lớn lên, khả năng giao tiếp ngày càng được cải thiện. Điều đó giúp cho họ dễ dàng nổi bật trước đám đông, tạo dựng nhiều mối quan hệ. Tuy nhiên, có một số người lại cho rằng tuổi Bính Thìn phô trương, tự tin một cách thái quá. Tuổi Bính Thìn làm việc rất chăm chỉ để vươn tới một cuộc sống sung sướng, giàu sang. Họ giỏi trong việc kiếm tiền và luôn có kế hoạch dành dụm cho tương lai của mình. Những người này làm việc không chỉ vì mục đích kiếm tiền, điều quan trọng nhất là họ được sống với đam mê, sở thích của mình. Nhờ vào sự cố gắng, ý chí quyết tâm vươn lên để phát triển bản thân mà Bính Thìn thường đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Họ không bao giờ sợ hãi, lùi bước trước khó khăn. Ngược lại, Bính thì xem đó như là thời cơ quý giá để khẳng định bản thân. Bính Thìn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với những đam mê của mình. Họ hăng say làm việc và luôn có niềm tin vào tương lai tươi sáng. Không ít tuổi Bính Thìn chưa đến 40 là đã có tất cả. Nhìn chung, một khi Bính Thìn đã bắt tay làm việc gì thì sẽ tạo được thành quả ngoài mong đợi. Càng lớn tuổi, Bính Thìn càng được quý nhân phù trợ nhiều, ngày càng giàu có, sung túc, sống cuộc đời viên mãn. Tuổi Bính Thìn nữ mệnh rất thoải mái, linh hoạt trong cách giao tiếp. Với vẻ ngoài thanh lịch, họ dễ tạo được thiện cảm với mọi người xung quanh, đặc biệt là người khác giới. Nụ cười luôn dạng người trên môi và ánh mắt thân thiện cũng là ưu thế của họ trong giao tiếp. Người tuổi Bính Thìn sống bao dung, chân thành. Vì vậy, bạn bè, người thân luôn tìm đến họ để sẻ chia nỗi niềm, tâm sự. Nhưng tuổi Bính Thìn lại giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung. Họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ ôm thù hận trong lòng. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Bính Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá sẽ như một con dao hai mặt. Nếu chủ quan, con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào.
Phụ nữ tuổi Bính Thìn luôn đấu tranh để tìm được sự bình đẳng trong cuộc sống. Họ thích làm việc thiện và kêu gọi mọi người xung quanh gia nhập vào những tổ chức từ thiện, ủng hộ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Họ là những cô nàng thoải mái, năng động, hòa đồng với mọi người xung quanh. Họ giản dị trong cả phong cách, ăn mặc không quá cầu kỳ. Đó là lý do tại sao bạn sẽ luôn thấy hình ảnh cô nàng tuổi Bính Thìn với những bộ trang phục đơn giản, thoải mái, chứ không phải những bộ giấy áo sexy. Phụ nữ tuổi này trong bề ngoài thì có vẻ rất cứng rắn, kiên quyết, nhưng nội tâm khá hiền lành và mềm mỏng, nhân hậu. Đôi lúc đa sầu, đa cảm, họ cũng có lúc để sự cố gắng gồng mình tỏ ra mạnh mẽ để lên dây cót tinh thần, nhưng ẩn bên trong lại khác. Sau đây là tử vi chi tiết các phương diện cuộc sống của người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Xét về phương diện sự nghiệp, xe tử vi nhận thấy vận trình công việc của tuổi Bính Thìn thời gian này khá ổn. Tuy là công việc không nhiều nhưng bạn khá tận tâm và gặt hái được khá thành quả. Bạn luôn biết cách cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi để đảm bảo hiệu quả công việc cao nhất có thể. Ngoài ra, bạn được đồng nghiệp và cấp trên quý mến và họ luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn khi cần. Nhờ đó mà mọi thứ diễn ra suôn sẻ và dễ dàng hơn bao giờ hết. Lúc này, bạn nên cân nhắc đánh giá lại chiến lược phát triển sự nghiệp của bản thân. Hãy nhìn lại những gì bạn đã đạt được và cả những gì bạn đã bỏ ra để có cái nhìn khách quan nhất. Liệu bạn có đang đi quá nhanh mà bỏ lỡ những chi tiết cơ bản nhất? Nếu bạn biết rút kinh nghiệm và để ý tới chi tiết hơn những điều mà bạn tưởng như không quan trọng thì kết quả sắp tới sẽ hứa hẹn khởi sắc rõ rệt đấy. Trong thời gian sắp tới, bạn có xu hướng tránh tham gia nhiều các hoạt động tụ tập, vui chơi. Bạn sẽ dành thời gian ở một mình nhiều hơn để phát triển bản thân. Xét về phương diện tài lộc, theo luận giải tử vi mới nhất của 12 con giáp, dự đoán tình hình tài chính của người tuổi Bính Thìn trong thời gian này rất đáng mong đợi. Lúc này bạn đã nhận được chút thành quả cho những cố gắng của mình trong thời gian vừa qua, có phần thâm hụt tài chính trong thời gian này. Vì bạn phải chi tiêu quá nhiều cho cuộc sống, nhưng tất cả đã nằm trong dự tính, nên bạn không hề cảm thấy khó khăn hay rắc rối gì liên quan tới việc này. May mắn là bạn nên kế hoạch tiết kiệm từ trước, nên lúc này con giáp tuổi Thìn đã dành dụng được một số tiền chuẩn bị cho những dự định lớn lao hơn. So với những người khác thì tình hình tài chính của bạn đã khởi sắc hơn trước rất nhiều, thậm chí có người mua được nhà, xe. Trong thời gian này, tuy có thể là vay ngân hàng hoặc được người thân hỗ trợ, nhưng đó thực sự là thành quả đáng nể của bạn. Xét về phương diện tình duyên, những con giáp tuổi Bính Thìn có sức hút đặc biệt trong thời gian này, nhất là những ai đang độc thân. Nếu biết phát huy tối đa năng lượng tích cực của mình và vui vẻ với mọi người thì cơ hội tìm được người phù hợp lúc này rất cao. Thời điểm này có thể nói vận đào hoa của bạn đang nở rộ, không khó để bạn có thể kiếm được cho mình một ai đó, nhưng cũng chớ vì sợ cô đơn mà nhanh chóng trao mình cho sai đối tượng. Các cặp vợ chồng sẽ trải qua những thời khắc đáng nhớ cùng nhau. Từng năm qua đi, bạn càng quý giá tình cảm hai người đang cùng vun đắp, dựng xây trong suốt thời gian qua. Lúc này, bạn cũng nên tận dụng thời điểm đầu năm mới, khi mọi người mở lòng mình ra hơn, thì nên tìm cách để mở rộng mối quan hệ, kết giao với bạn bè mới. Điều này sẽ giúp ích cho những dự định tương lai của bạn. Xét về phương diện sức khỏe, tình hình sức khỏe của bản mệnh thời gian này không nên chủ quan. Chỉ cần không chú ý chút thôi là có thể lăn ra ốm. Vì thời tiết thay đổi thất thường và sức đề kháng của bạn không tốt, tuy nhiên, chỉ cần bạn chú ý một chút là tình hình cũng đã khác đi rồi. Mặc dù bạn sinh ra không được khỏe mạnh, thậm chí yếu ớt, nhưng nếu bạn chăm sóc tốt bản thân, bạn vẫn có thể sống khỏe mạnh theo năm tháng. Nếu trong năm qua bạn quá bận rộn, không dành đủ thời gian chăm sóc bản thân, thì trong ngày đầu năm mới, hãy bắt đầu bằng những kế hoạch mới và đừng quên thực hiện chúng từng chút một nhé. Lưu ý là không nên say sưa rượu bia quá nhiều. Việc này không chỉ gây hại cho sức khỏe bản thân mà còn gây nguy hiểm cho người khác khi bạn lưu thông trên đường trong tình trạng say xỉn. Và ngay bây giờ sẽ là luận giải vận mệnh theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, cụ thể như sau. Vận số tuổi Bính Thìn sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức là tháng Giêng, là tiết Tân Xuân. Tuy rằng đất trời giao hòa, nhưng với tuổi Bính Thìn là sinh không gặp thời, rồng không có chỗ quay lên. Có tài cầm binh, khi
Khiển tướng có ý chí lãnh đạo cao xa, nhưng không có đất dụng võ, làm việc gì cũng gặp phải khó khăn, có công làm lụng mà chẳng được hưởng thành quả về mình. Phúc giận từ tổ tông bạc bẽo, cha mẹ, anh em không giúp đỡ được nhiều, phải tự mình độc lập, tự cường, chịu nhiều vất vả mới làm nên sự nghiệp. Người này ôm trong mình hoài bão cao xa, có nhiều lý tưởng, cũng có tài năng hơn người, nhưng không tìm được cơ hội để thể hiện. Là mẫu người có tài mà không có đất để dụng võ, không có người hỗ trợ, họ phải đơn thương độc mã gây dựng mọi thứ bằng chính hai bàn tay trắng, vì thế mà khó nên đại nghiệp. Sinh vào tháng này trong năm, dù là nam mệnh hay nữ mệnh đều không đặt nặng vấn đề lập gia đình, đa phần đều kết hôn rất muộn. Vận số tuổi Bính Thìn sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 theo lịch âm lịch rơi vào tiết Kinh Trập, người này số phận may mắn, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thành công vang dội, người này có địa vị khá cao trong xã hội, được nhiều người kính nể và ngưỡng vọng. Người cầm tinh con rồng sinh tháng này trong năm có tài trí hơn người, văn võ song toàn, có thể thăng tiến cao như rồng bay về trời. Họ tự tin vào bản thân mình, luôn suy nghĩ tích cực, lạc quan, song đôi khi có phần cố chấp, không chịu nghe theo ý kiến bất cứ ai. Có điều, sự thành công là tấm huy chương, đảm bảo cho họ giành được lòng tin và ngưỡng mộ của người xung quanh, sự nghiệp thăng tiến nhanh như diều gặp gió, tài lộc ùn ùn kéo tới không ngừng, cả đời vinh hoa phú quý, con cháu đầy đàn, là mẫu người danh lợi song toàn, đại phú, đại quý. Người tuổi này có mệnh quý nhân, tài lộc dữ dội, có cơ may làm nên đại nghiệp, công thành danh toại, đức cao vọng trọng, địa vị cao sang, nhiều người kính nể, có quyền có thế. Vận số tuổi Bính Thìn sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch theo lịch vạn niên, đất trời vào tiết Thanh Minh, người này thông minh, nho nhã, là bậc kỳ tài, ý chí kiên cường. Họ không dễ dàng khuất phục trước khó khăn, công danh, tiền tài như ý muốn, hoạn lộ hanh thông, luôn ở vị trí dẫn đầu, được nhiều người ngưỡng mộ. Tháng 3 âm lịch là tháng sinh của người cầm tinh con rồng, đa tài, đa nghệ, trí dũng song toàn, ôm trong mình nhiều hoài bão lớn, tham vọng, ý chí ngất trời, có khả năng quản lý và lãnh đạo rất tốt. Người này có thể gây dựng được vị trí của mình từ trong khốn khó, giành được sự chú ý của đám đông, sự nghiệp được quý nhân nâng đỡ nên vô cùng thuận lợi, mưu sự tất thành, công việc suôn sẻ, cơ hội thăng tiến đến không ngừng, địa vị cũng theo đó mà lên cao mãi, thăng quan tiến chức không phải chuyện gì quá xa xôi, đa phần người này đều làm nên nghiệp lớn, vang danh bốn bể. Vận số tuổi Bính Thìn sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 đúng và tiết lập hạ, đây là người có ý chí cao xa, có ý nguyện dời non lấp bể, là bậc kỳ tài hiếm có, uy phong hiển hách. Chú rồng này có số mệnh nắm giữ dương quyền, thống soái thiên hạ, danh lợi song toàn. Người tuổi này có vận số cực kỳ tốt, công danh lợi lộc không thiếu thứ gì, được muôn người trọng vọng, kính nể. Họ là người có trí lớn, tài hoa xuất sắc hơn người, có sức khỏe tốt, tinh lực dồi dào, tính cách cương trực, thẳng thắn, ghét sự xấu xa, giả dối. Nam mệnh phần lớn thích hợp theo nghiệp binh trường, có thể vì quốc gia mà hy sinh thân mình, làm nên nghiệp lớn. Vận số tuổi Bính Thìn sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch nằm trong tiết Mang Trùng, người này chuyên làm việc lớn, tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, thẳng thắn, kiên cường, có thể vượt mọi khó khăn, tự mình tạo ra uy quyền cho mình, công danh, sự nghiệp đủ đầy, thăng tiến ầm ầm, không gì cản nổi. Người tuổi này là bậc kỳ tài, họ có nhân duyên tốt, các mối quan hệ xã giao cực kỳ thuận lợi, giúp ích nhiều cho cả công việc và cuộc sống, là người có tài lãnh đạo, có thể thống soái vạn người. Tuy nhiên, tính tình có phần cổ quái, lại nóng nảy, dễ tức giận, độc đoán, chuyên quyền, luôn làm theo ý mình. Nếu không tu tâm dưỡng tính, thay đổi bản thân, thì con đường phía trước khó tránh khỏi trắc trở, muộn phiền. Số mệnh phú quý, vận mệnh của người tuổi này đường tài lộc hanh thông, tiền bạc trong nhà chất cao như núi, danh tiếng lẫy lừng khắp núi sông, là nhân tài cường cột quốc gia. Vận số tuổi Bính Thìn sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, người này cũng có tài năng, nhưng nếu sinh không đúng giờ cát lành thì cuộc đời dễ gặp phải nhiều điều trắc trở về sự nghiệp. Tiền bạc thiếu thốn, khó khăn bủa vây, như rồng mắc cạn, như hổ xuống đồng bằng. Người tuổi này sinh đúng khi tiết trời bắt đầu nóng bức, tài hoa hơn người, nhưng lại chẳng được may mắn, luôn lỡ mất cơ hội chạm tay vào thành công. Cha mẹ, anh em không giúp đỡ được nhiều, tuy học hành giỏi giang, thông minh, lanh lợi,
nhưng lại chẳng được thần may mắn đoái thương. Nếu đi theo con đường kinh doanh, tài lộc bất ổn, khi thăng khi trầm, lên xuống bất định, tuy không lo chuyện cơm áo, nhưng sự nghiệp khó bề phát triển, kể cả có thăng tiến thì cũng không giữ được phong độ lâu dài. Dẫn số tuổi Bính Thìn sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tiết lập thu, người này thông minh, đỉnh ngộ, chu toàn, dũng khí hơn người, biết lượng sức mình. Tiến thoái có chừng mực, bất cứ chuyện gì người này cũng đều cẩn trọng nên kẻ tiểu nhân không có cơ hội để hãm hại. Người tuổi này cuộc đời hạnh phúc, thành công, tài đức song hành, trí tuệ hơn người. Họ may mắn được anh em, bạn bè giúp đỡ, hỗ trợ rất nhiều. Cũng là người dượng dẫn quý nhân, đường sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió, chỉ cần đề ra mục tiêu là nhất định sẽ đạt được. Dẫn số tuổi Bính Thìn sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là tiết bạch lộ, người sinh tháng này cầm tinh con rồng là nhân trung học, khí chất nho nhã, phong lưu, thích giao du bạn bè, kết bạn bốn phương. Người này tư chất hơn người, vẻ ngoài nho nhã, điềm tĩnh, có sức hút rất lớn với người khác phái. Họ có tài năng xuất chúng, tính tình hiền hòa, cư xử có chừng, có mực, được nhiều người yêu mến và kính nể. Họ thích gần gũi với thiên nhiên, đam mê xê dịch, yêu du lịch, chí hướng cao xa, tham vọng to lớn. Bản thân người này có thể nhờ học hành mà ghi danh bản vàng, thành danh rực rỡ, có lộc về đường quan chức, được quý nhân phò trợ, nên những chú rồng này gặp hung quá cát, dù làm chuyện gì cũng đều có thể thành công. Tài lộc ầm ầm kéo tới, cả đời được hưởng phúc lộc bình an, tự nhiên mà có. Dẫn số tuổi Bính Thìn sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tiết hàng lộ, người này tính tình điềm đạm, chính chắn, tâm địa thiện lương, trung thực, thật thà. Cũng là người trọng chính nghĩa, sẵn sàng xả thân vì việc lớn, họ có tâm tạo phúc nên được hưởng phúc dày, dạng sự như ý, các khánh bình an. Đây là người ôn hòa, nho nhã, hiền lành, đôn hậu, tuy nhiên cũng có lúc có phần cố chấp, ngang ngạnh, song vẫn kiểm soát được bản thân, khí chất bộc lộ ra ngoài, thể hiện tài trí hơn người, khiến những kẻ xung quanh đều phải kinh ngạc. Họ dũng cảm đối đầu với khó khăn, không lùi bước trước trở ngại, lại được quý nhân giúp đỡ khá nhiều, nên cuộc đời nhiều phần suôn sẻ. Dù có thất bại, nhưng họ cũng không lùi bước mà kiên trì nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, nên tài lộc đủ đầy, hạnh phúc ngập tràn. Dẫn số tuổi Bính Thìn sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là tiết lập đông, người này không cần phải vất vả quá nhiều, tài năng là nên vẫn có được thành công. Tuy nhiên, ý chí người này không cao, sự khó, sự khổ, sự thất bại nên không chịu dấn thân tiến bước, cuộc đời an phận thủ thường, không màng danh lợi, không cần sự nghiệp cao xa, không thèm chức cao vọng trọng. Người tuổi này là điển hình của mẫu người thích những gì an toàn và ổn định. Họ tin vào ông trời sắp đặt, chấp nhận số phận dành cho mình, được những điều gì thì yêu lấy điều đó, không giành giật, cũng không ganh tị với ai. Dẫn số tuổi Bính Thìn sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch trời vào tiết đại tuyết, băng tuyết lớp đường, chẳng còn lối đi, tứ phía bủa dây, toàn chướng ngại, người này thiếu sự quyết đoán. Nếu có thất bại thì cũng khó lòng vực dậy tinh thần, mặc dù có tham vọng nhưng lại chưa thực hiện được, làm lụng vất vả mà không có được thành công, không được hưởng thành quả. Người này có tài hoa xuất chúng, ôm nhiều lý tưởng và hoài bão, song cuộc đời thiếu may mắn, không có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình. Khi có cơ hội không phải không biết nắm bắt, mà sao có kẻ xấu rình rập hãm hại làm lỡ mất thời cơ, nên đành ôm hận. Họ là người quảng giao, có nhiều bạn bè, sống có kế hoạch, làm gì cũng theo sắp đặt trước. Họ quan niệm rằng chỉ có như vậy mới có thể thành công, song với họ, chỉ kế hoạch không vẫn chưa phải là mấu chốt để giải quyết vấn đề, mà bản thân họ phải rèn luyện ý chí cho mình, kiên cường, dám đương đầu với thử thách, dám nghĩ, dám làm, có vậy thì thành công tất sẽ tới ngay. Dẫn số tuổi Bính Thìn sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch tức tháng Chạp, trùng với tiết Tiểu Hàn, người tuổi Bính Thìn sinh vào tháng này phải chịu nhiều khó khăn, vất vả, song mãi mà không có được thành công. Tuy tài năng chẳng kém ai nhưng sinh không gặp thời, tâm cao hơn trời, nhưng mệnh mỏng, phúc mỏng, không được như ý muốn, không được anh em, bạn bè giúp đỡ, cũng chẳng được quý nhân tương trợ, sự nghiệp bước đầu khởi động chậm chạp, cũng không thu hoạch được gì nhiều. Người này nên giữ cho mình ý chí kiên cường, không dễ dàng sụp đổ trước khó khăn, năng kết giao với những người tài năng, sống khiêm nhường và ham học hỏi,
có thế sự nghiệp mới có cơ may thành công. Tiếp theo sau đây sẽ là vận trình lưu niên của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, từ 50 tuổi trở đi sẽ diễn ra như thế nào, biến động ra sao trong từng năm âm lịch, cụ thể như sau. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong năm Tý cho thấy đường tài lộc của tuổi bản mệnh Dượng, đầu năm thấy thích hợp để mở rộng quy mô sản xuất hoặc đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, dù có thuận lợi đến mấy cũng chớ nên lơ là, chủ quan, vì nguy cơ hao tài vẫn luôn tiềm ẩn, nửa cuối năm cũng cần đề phòng sự cố bất ngờ phát sinh. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong năm Sửu. Năm này bản mệnh sẽ gặp nhiều điều cát lành, dù có bị kẻ tiểu nhân quấy phá nhưng không đem lại sức ảnh hưởng lớn. Phương diện đầu tư cũng có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực, hãy tích cực đón nhận các luồng thông tin, chọn thời điểm thích hợp để đưa ra các quyết định đúng đắn. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong năm Dần cho thấy vận trình của bản mệnh trong năm này lên xuống thất thường, thường phải lập mưu tính kế, bôn ba vất vả mới có thể kiếm được tiền về túi. Con giáp này cần cổ vũ bản thân hết sức cố gắng, chớ bỏ cuộc giữa chừng, kẻo công lao từ trước đến nay sẽ uổng phí. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong năm Mão. Năm này là một năm có nhiều biến động đối với bản mệnh, cần giữ tinh thần bình tĩnh đối diện với mọi vấn đề, chớ có nóng vội mà hỏng việc. Ngoài ra, cũng chớ nên tham gia vào các trò cờ bạc đỏ đen. Để tìm ra cơ hội phát tài nhanh thì cuối năm có cơ hội phát tài nhỏ, công sức bản mệnh bỏ ra suốt cả một năm sẽ được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong năm Thìn. Căn cứ vận trình lưu niên của tuổi Thìn, nhìn chung trong năm bản mệnh cứ cố gắng thì vẫn gặt hái được thành quả nhất định. Giữa năm là thời điểm có nhiều trở ngại nhất, cần phải cẩn thận hơn khi hành xử. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong năm Tỵ cho thấy được các tinh nâng đỡ, nên vận trình của bản mệnh có khởi sắc rõ rệt hơn so với những năm trước đó. Vì thế, nếu đã lên kế hoạch thực hiện việc gì thì nên bắt tay vào làm ngay, chớ trần trừ, do dự. Tuy nhiên, thời điểm này sức khỏe bất ổn, đặc biệt nam giới cần cẩn thận, quả quyết quan, đi xa không nên đi một mình, khi rảnh rỗi thì chú ý rèn luyện sức khỏe. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong năm Ngọ. Năm này hành sự bất lợi, nhiều khó khăn bất chợt xuất hiện, khiến cho các kế hoạch phải chững lại. Tình hình tài chính cũng không hanh thông, cần chú ý kẻ xấu ghen tị với những gì mà bản mệnh đang có. Cuối năm mọi việc có vẻ bình ổn hơn, nhưng vẫn không thể lơ là, bản mệnh nên chú ý hành thiện tích đức, cẩn trọng kết giao. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong năm Mùi. Tình hình tài lộc của bản mệnh trong năm có tốt, có xấu, con giáp này dễ phát tài bất ngờ, nhưng cũng dễ phải dùng tiền để giải quyết sự cố, chữa chạy bệnh tật. Trong năm, cũng cần phải cẩn trọng kẻo kẻ tiểu nhân xuất hiện phá hoại mối quan hệ giữa bản mệnh và người thân, bạn bè xung quanh. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong năm Thân cho thấy, đầu năm là thời điểm thích hợp để bản mệnh tiến hành đại sự, giữa năm nên tập trung cho công việc, không nên quan tâm đến thị phi bên ngoài. Cuối năm có thể có cơ hội phát tài bất ngờ, song bản mệnh không nên tham lam hoặc nóng vội, cần biết dừng lại khi đã thấy đủ. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong năm Dậu cho thấy, bản mệnh gặp được nhiều may mắn trong năm Dậu, các tinh chiếu mệnh giúp bản mệnh giải quyết mọi khó khăn, trắc trở một cách nhanh chóng, cốt là bản mệnh phải giữ được tinh thần lạc quan, tích cực. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong năm Tuất cho thấy, bản mệnh khó tránh khỏi chuyện khẩu thiệt thị phi, vì thế, cần tránh lo chuyện bao đồng, không nên tham lam, chiếm đoạt những thứ không phải là của mình, như thế mới có thể trải qua một khoảng thời gian bình an. Trong bất cứ công việc gì cũng phải tự mình cố gắng, tránh đi đường tắt tận dụng quan hệ, kẻo cuối cùng mọi công lao cũng là vô ích. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong năm Hợi cho thấy có các tinh chiếu mệnh, bản mệnh sẽ có một năm thuận lợi, vạn sự như ý, công việc có bước tiến triển đáng kể, dễ nhận được sự cân nhắc của lãnh đạo. Việc làm ăn kinh doanh cũng thuận lợi, ký kết được hợp đồng với nhiều đối tác đáng tin cậy, cuộc sống sang trang, chuyện tình cảm cũng có nhiều tin mừng, đặc biệt là với người độc thân. Trong 12 con giáp,
Rồng là biểu tượng của sự dưỡng giả, có thể nói Bính Thìn cũng thích hợp với lĩnh vực kinh doanh, nhưng họ thường không tiếp nhận ý kiến của người khác. Xem tuổi hợp làm ăn, Bính Thìn có năng lực thì có thể tự mình làm nên sự nghiệp, hợp tác cùng người khác thì có thể lại sinh ra mâu thuẫn, quan hệ nhanh chóng tan dở, mỗi người một ngã, nhưng cũng thành công giàu có và đắc lộc nếu kết hợp với tuổi phù hợp. Vậy trong 10 năm tới, Bính Thìn nên kết hợp làm ăn với tuổi nào để thuận lợi hơn trong công việc và may mắn hơn trong cuộc sống? Tuổi Bính Thìn và tuổi Tý. Có thể nói rằng, sự kết hợp của thiên vật Tý là rất hoàn hảo, dù là trên phương diện tình bạn hay tình yêu. Những nét tương đồng về sở thích, tính cách là nền tảng cho hai tuổi này bắt đầu một mối quan hệ đẹp, vững chắc. Rồng sẽ luôn tìm cách che chở và mang lại cho chuột một cuộc sống sung sướng, an nhàn, và ngược lại, chuột sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc, chia sẻ và giúp đỡ rồng trong cuộc sống. Đôi khi khi giữa hai tuổi này cũng xảy ra những mâu thuẫn, tuy nhiên, họ không bao giờ giận dỗi được quá lâu. Và để Thìn gặp bất cứ khó khăn, trở ngại nào trong công việc, Tý sẽ luôn là những người bên cạnh giúp đỡ. Họ làm việc với nhau rất ăn ý, ít khi xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, sự mạo hiểm của Thìn cũng khiến cho Tý không hài lòng. Tuổi Bính Thìn và tuổi Sửu. Nhìn thoáng qua chúng ta sẽ thấy tuổi Bính Thìn và tuổi Sửu có nhiều nét tính cách trái ngược nhau. Thì thích giao tiếp, tự tin thể hiện tài năng của mình trước đám đông. Sửu lại thích một không gian yên tĩnh, ít người. Tuy nhiên hai tuổi này sẽ dễ dàng tìm được tiếng nói chung khi hợp tác làm ăn. Tuổi Sửu cẩn thận, chắc chắn, còn tuổi Thìn quyết đoán và thông minh. Họ bù trừ cho những thiếu sót của nhau và cùng chung tay hướng tới một mục tiêu, lý tưởng. Thêm vào Sửu khi hợp tác làm ăn sẽ đem lại hiệu quả cao và đạt được nhiều thành công. Tuổi Bính Thìn và tuổi Dần. Ngay từ những lần đầu gặp gỡ, tuổi Bính Thìn và Dần đã cảm nhận được sự thu hút, hấp dẫn mạnh mẽ của đối phương. Trên phương diện tình yêu, đây là sự kết hợp của cặp đôi khá ăn ý, hòa hợp. Thìn và Dần có nhiều điểm chung trong tính cách và sở thích, họ có thể quấn quýt với nhau cả ngày không rời. Khi kết hôn, họ sẽ cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình hòa thuận, hạnh phúc, yêu thương lẫn nhau. Nhưng ngược lại, trên phương diện làm ăn, mối quan hệ của hai người này dễ bị rạn nứt, đổ dở, đều muốn giành quyền lực, địa vị về tay mình. Còn Thìn lại không bao giờ chấp nhận là người đứng thứ hai, họ dễ xảy ra mâu thuẫn, bất đồng trong quan niệm, không ai chịu nhường ai. Tuổi Bính Thìn và tuổi Mão. Thìn và Mão có sự đối lập hoàn toàn về tính cách, sở thích, nhưng may mắn sự đối lập này lại là nền tảng để gắn kết mối quan hệ, họ giúp nhau khắc phục những thiếu sót để hoàn thiện, phát triển bản thân hơn. Thìn sẽ luôn tin tưởng và sự trung thành, chân thật của Mão sẽ mang lại hiệu quả cao nếu như Thìn và Mão hợp tác làm ăn với nhau. Họ có nhiều ý kiến sáng tạo, khác biệt, nhưng có cùng chung mục tiêu lý tưởng phấn đấu. Thìn sẽ là trợ thủ giúp Mão xây dựng một sự nghiệp vững chắc, dễ dàng. Tuổi Bính Thìn và tuổi Tỵ. Nếu biết nhường nhịn, lắng nghe, thấu hiểu, thì mối quan hệ của Thìn và Tỵ sẽ trở nên gắn bó lâu dài hơn, sẽ cùng xuất hiện trước đám đông. Tỵ luôn ngưỡng mộ sự tự tin, khéo léo trong giao tiếp của Thìn. Họ dễ dàng tìm thấy điểm chung trong tính cách, sở thích của nhau. Tuy nhiên, mối quan hệ có phát triển và trở nên thân thiết được hay không còn dựa vào sự thấu hiểu. Nhường nhịn từ hai bên, Tỵ sẽ là người mang lại may mắn, thuận lợi cho con đường phát triển sự nghiệp của người tuổi Thìn. Trở thành đối tác làm ăn, họ dễ dàng phối hợp ăn ý và đạt hiệu quả cao. Hơn nữa, mối quan hệ đồng nghiệp này sẽ càng trở nên sâu sắc, gắn bó, giữa họ có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Tuổi Bính Thìn và tuổi Ngọ. Thìn và Ngọ đều là những người có tính cách hướng ngoại, cởi mở, thân thiện và thích giao tiếp. Họ sẽ phá tung không gian yên tĩnh xung quanh bằng những tiếng cười nói vui vẻ. Dù trên phương diện nào, mối quan hệ của Thìn và Ngọ cũng khá lý tưởng. Hai tuổi này cũng có thể hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh, với đầu óc tính toán nhanh nhạy, chính xác của Thìn và con mắt nhìn ra trông rộng của Ngọ. Sự kết hợp này sẽ giúp họ không ngừng phát triển, gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Bính Thìn và tuổi Mùi. Nếu Thìn và Ngọ nghiêm túc trong chuyện tình yêu, hai tuổi này có thể sẽ trở thành một cặp đôi khá ăn ý, hòa hợp với nhau. Tuy nhiên, giữa họ có nhiều điểm tính cách trái ngược, mâu thuẫn với nhau. Mùi thích tự do, độc lập, sẽ không bao giờ chịu nghe theo sự kiểm soát của tuổi Thìn. Trên phương diện hợp tác làm ăn, tuổi Bính Thìn và tuổi Mùi sẽ hỗ trợ lẫn nhau, đem lại hiệu quả cao.
Thình luôn đưa ra những sáng kiến mới mẻ, độc đáo, Mùi sẽ luôn là người biến những ý tưởng ấy trở thành hiện thực. Tuổi Bính Thìn và tuổi Thân. Thìn và Thân có khá nhiều điểm chung trong tính cách, sở thích. Tuy nhiên, do tính cách quá mạnh mẽ mà hai tuổi này thường có những mâu thuẫn, không ai chịu thua, nhường nhịn ai. Hai tuổi này sẽ hòa hợp trên phương diện làm ăn hơn, họ sẽ dễ trở thành những đối tác đáng tin cậy, trung thành, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc. Cặp đôi này khéo léo trong cách giải quyết những khó khăn, thử thách, bởi vì Thìn và Thân đều ưa mạo hiểm. Những kế hoạch cụ thể và phán đoán chính xác là điểm mạnh mà hai tuổi này cần phát huy. Tuổi Bính Thìn và tuổi Dậu. Khi yêu, Thìn và Dậu không quá phô trương, lãng mạn, nhưng họ rất tâm huyết với mối tình của mình. Họ biết cách quan tâm lẫn nhau, đặc biệt, tình cảm ngọt ngào của Thìn khiến Dậu cảm thấy tin tưởng, hạnh phúc. Dậu sẽ luôn là người lo cho gia đình, ngôi nhà của họ, Thìn sẽ yên tâm hơn khi làm việc. Nếu trở thành đối tác làm ăn của nhau, Thìn và Dậu sẽ phối hợp rất ăn ý và đạt được hiệu quả cao. Thìn sẽ luôn là người tiên phong, giải quyết công việc. Còn Dậu sẽ chịu trách nhiệm về kinh tế, tiền bạc. Mối quan hệ của hai tuổi này ngày càng sâu sắc, gắn bó, dựa trên sự tin tưởng, thấu hiểu lẫn nhau. Tuổi Bính Thìn và tuổi Tuất. Thìn và Tuất không những có nhiều điểm trái ngược nhau về tính cách mà còn có cái tôi khá cao. Họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, bất đồng, rồi là những chuyện vô cùng nhỏ. Tuất và Thìn sẽ kết hợp hoàn hảo trên phương diện hợp tác làm ăn. Thìn mạnh mẽ, quyết liệt, nhưng cũng rất cần đến sự trung thành, giúp đỡ của Tuất. Họ hăng say làm việc chăm chỉ và cần cù. Họ sẽ là động lực của nhau trong những lúc khó khăn. Đôi lúc sự mạo hiểm của Thìn khiến cho Tuất cảm thấy không an toàn, sợ hãi. Tuổi Bính Thìn và tuổi Hợi. Xét trên phương diện tình bạn hay tình yêu, Thìn và Hợi đều dần trở thành một cặp đôi tuyệt vời, lý tưởng. Thìn dễ dàng bị thu hút trước vẻ đẹp dịu dàng, đoan trang của Hợi. Họ dễ dàng tìm được tiếng nói chung ngay từ những lần gặp đầu tiên. Trên phương diện hợp tác làm ăn, họ sẽ trở thành nguồn cảm hứng, thúc giục. Thìn tự tin tiến lên phía trước, phát triển sự nghiệp của mình. Tuy không thông minh sắc sảo, nhưng khi gặp khó khăn, Thìn đều sẵn sàng giúp đỡ nhiệt tình. Thìn rất mạnh mẽ trước những khó khăn, thử thách, nhưng không phải lúc nào cũng có những phán đoán chính xác, nhanh chóng. Bởi vậy, sự có mặt của Hợi là rất cần thiết. Hai tuổi này dễ dàng phối hợp hiệu quả với nhau và gặt hái được nhiều thành công. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được khép lại. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.